Bữa nay thì đang làm gì vậy? Làm vườn hả? Bắt sâu. Bắt sâu. Cái cửa này làm chi vậy hả? Ở phòng kia nó dọn cửa. Ồ vậy hả? Cái đó hột cây thôi. Rồi trái nhiều quá. Cái này cây dưa leo hả? Ừ. Phải không? Phải. Ồ. Nó trong nhỏ không mà chưa lớn. Ừ, nhỏ nhỏ. Mới vô mùa. Ờ. Cà. Cà đang có bông ha. Cây khóm nữa. Khoan. Không thấy đường. Cơm cải cho má nha. Cái tô, cái đó là rau lan. Đằng trên kia rau lan có mấy cây xả mới trồng lên lại. Cái dâu nữa hết mùa rồi, lá lốp ở dưới. Cái đó lá lốp với tí tô thì đang đứng mất rồi. Ở đây đó, lớp đây nè. Ê, được đó, cái mình thiêu qua. Lá lớp đây nè. Ờ. Rồi cái đó là bồ ngót đó. Đậu que đó, đậu đũa đó. Đi đây như bắt qua chặn về phải bước. Hành lá. Hành lá rồi rau muống măng muống trắng. Đây bí nè phải không? À, chắc cũng gắn phớt quá. Rồi, cái đó cái gì vậy? Squash phải không? Ờ. Rồi, cây khổ qua thì đang cầm cái cây là cây khổ qua đó. Nhưng mà chưa lên ha, chưa lên cao. Có theo cũng bước vô được nè. Không có gắn. Vô có gắn. Có chừng gãy cây khổ qua. Cải, tại hột cải nhiều quá. Ừ. Vậy trồng nó sen là kẻ nó ăn. Có cỏ nữa nè. Rồi cái apple tree. Trồng hơn. Giờ đi qua bên trái cây. Này butternut squash nè. Butternut squash. Đây là kinh giới. Rồi, nhiều chưa? Nhiều chưa? Cho quân đội ăn luôn. Chỗ này là cơm nè, cơm thứ nhì. Cái này là cây ngò giờ ra bông luôn rồi. Ngò. Cây cam. Cây cam. Cây bạc hà, cây bằng cái gì ta, nấu canh chua, bạc hà nấu canh chua đúng không? À, tí tô, lũi, con cây, con lũi, rau quế, nhỏ nhỏ đó, xả, hẹ. Này cây lụ. Có bông hả? Bông. Bông ngổ. Lụ này trồng. Ê, sao vậy? Nó mới rụng. Uổng không? Vậy này không đậu trái rồi, bông đực rồi. Ồ, uổng quá. Mà xà nãy thấy còn á kìa. Nó rụng rồi, mới đụng cái đụng nhánh thôi. Nó hay đụng nhánh nó rụng á hả? Ồ, uổng quá ha, chắc là bông đực rồi. Ồ, thôi đừng để chển mấy con kia nó. Bỏ thùng rác đi chắc ăn á, nó đi phá lát nó rỉa hết trơn bông. Đặc quá chứ. Ồ, uổng quá ha. Bên đây có bông rồi nè. Nha. Lũ này trồng cũng mấy năm, trồng từ hột lên.
Năm nay năm đầu tiên có trái. Đây là cây cherry. Cây cherry này bữa hổm trái nhiều lắm nhưng mà bị chim ăn hết rồi. Cây này là cây blueberry. Blueberry. Đây coi nè. Trái quá chừng nè. Trái nhiều lắm mà chim ghĩa ăn chưa hết thôi. Ăn hết luôn. Sót lại. Sót lại chút xíu. Nhiều quá ăn không hết. Này cũng cây blueberry luôn. Cây bơm chưa ra trái. Năm ngoái có vậy. Năm nay nó không có lạnh đủ lạnh để ra bông. Với cây lê á, lê lê đường á. Con trái nữa hả? Còn sót. Chắc hái trước á, hồi mấy con chim nó ghĩa hết trơn không còn. Thấy chùm này chưa? Anh như chắc có quay nhiều quá. Nhiều quá ha. Nên mấy này có sót rồi chim nó chưa ăn tới. chưa. Không nó chín, nó chưa chín. Nó chưa chín là mấy con chim nó lại rỉ rồi đó. Hôm nay chắc tại trời mưa đó. Ủa có nguyên đầy cây hết trơn. Này cây bơm. Cây này cũng trồng từ hộp lên luôn. Lâu. Còn cây này cây lê đường. Trái bữa hổm cũng nhiều lắm. Ngọt chứ mật. Ngọt nữa. Ngọt lắm. Cũng trồng từ hộp luôn. Xong ha.